Voy a mặc áo đã. Đây. Mặc áo đã. Không chịu ngồi yên được. Không sao cả. Mặc áo cho chiều nào. Ừ, thì chiều nào. Chiều nào đã. Đông xem áo chiều nào đó nào. Chiều nào. Ừ. Sao chiều nào thế nhìn sao? Thành bao. Thành bao. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Nào cho tay đây. Đây này. Cái chuồng chẳng dùng chuồng. Đấy, tay đây này. Đây là không có bảo nhanh mặt, nhanh cũng lạnh. Đấy, cho sợ đầu vào này. Đúng rồi, đấy, thế. Quần. Nào, quần, 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 cho sợ. Lại, lại. Nào, chân này. Nào, áo len. Áo len đã xong, xới đầu. Nào. Nào. À, tay nữa nào. Cho tay vào đây. Cầm cái áo rồi em. Tôi đi cầm cái áo. Xong cho tay vào đây. Đấy. Cho tay vào đây. Rồi. 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 Đấy, như thế là vẫn nhanh. Đấy, tay này nhá. Ôi được rồi, đúng rồi, đúng kiểu đấy. Nào, tay này cho vào đây. Giữ, giữ tay áo. Ai dạy tôi đi thế này đấy. Ai dạy tôi đi. Ai dạy tôi đi cách mặc áo túm. Đấy, đúng rồi, cho cái đầu vào đây. Úi giời, giỏi thế nhỉ. Đúng kiểu. Nào, bắt đầu xì đầu cho nó đỡ lạnh. Nào, không xì ra. Đấy, ấm không? Khô đầu ngay. Còn tí nữa mình lấy cái áo mua ra hết. Ấm không? Úi dồi ôi, khô ngay. Mất tất cả à?